Nguyễn Hiền xin mến chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe trên kênh nghe đọc truyện Bụi Phố. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng hôm nay, Bụi Phố xin gửi tới quý vị khán thính giả chọn bộ truyện ngắn Ngày Mưa của tác giả Thiên Hương. Câu chuyện hôm nay Nguyễn Hiền diễn đọc cũng là về chủ đề tình yêu. Tuy nhiên, mỗi câu chuyện tình yêu lại mang một màu sắc khác nhau câu chuyện hứa hẹn những tình tiết rất thú vị quý vị đừng bỏ lỡ hãy cùng lắng nghe qua phần diễn đọc của nguyễn hiền nhé tôi yêu anh trong một ngày mưa hà nội anh bỏ tôi đi cũng vào một ngày Hà Nội trắng xóa cả bầu trời vì mưa. Chọn yêu anh, để ở bên anh, tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ, tuổi trẻ, thời gian, tiền bạc, nước mắt và cả máu. Để rồi, thứ tôi nhận lại là cái quay lưng lạnh lùng, không một lời từ biệt của anh. 24 tháng 9, anh chia tay tôi, mùng 1 tháng 10, anh ấp ảnh cưới của anh lên Facebook. Cô gái ấy rất hạnh phúc, rất xinh. Dòng máu đang chảy trong người cô ấy, có một phần là máu của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo khó, nghèo về tiền bạc, nhưng không nghèo nhân cách. Giấy khai sinh tôi chống bố suốt 23 năm qua. Tôi thấy bình thường. Mẹ tôi, người đàn bà lam lũ, nhiều thương tật, cứ thế nuôi tôi lớn khôn trong sự dị nghị của xóm giềng. Và tôi sống thật tốt để chứng minh cho họ thấy, mẹ tôi thất bại trong hôn nhân, không đồng nghĩa với việc con bà sẽ thất bại khi vào đời. Tôi là Thủy Dương, tôi mang họ mẹ, bà đặt tôi là Thủy Dương, chỉ mong sau này lớn lên tôi sẽ là một cô gái hiền lành, thủy mị, nhẹ nhàng. Nhưng bà tính không bằng trời tính, tôi lớn lên mạnh mẽ như một thằng con trai vậy. Tôi học khá tốt, tôi đỗ một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam để có tiền trang trải và học tập, tôi làm thêm rất nhiều việc, chạy bàn, gia sư, dọn vệ sinh. Đêm về, chân tôi lúc nào cũng trong tình trạng sưng phù vì chạy quá nhiều. Tôi rất khá ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Hàn. Tôi xin làm một chân phục vụ trong một nhà hàng Hàn Quốc. Ngày 9 tiếng khiến tôi nhiều lúc không biết là mình đang đi học hay đi làm nữa. Trong một lần làm việc ở đó, vô tình tôi được nói chuyện với một người đàn ông Hàn Quốc lớn tuổi. Ông rất thoải mái và tiếp cho tôi khá nhiều. Ra về, ông cho tôi cả số điện thoại và dặn tôi. Có việc cần, cứ tìm bác. Bẵng đi một thời gian khá lâu, số điện thoại của ông ấy tôi cũng làm mất. Công việc thì tốn nhiều thời gian, vì thế lực học của tôi kém hẳn. Một người anh chơi rất thân với tôi, giới thiệu cho tôi làm phiên dịch cho một vị giám đốc người Hàn và đương nhiên là tôi nhận lời ngày tôi đi thử việc lúc đó tôi chỉ mới là con bé năm hai quê mùa nhưng cá tính và nghịch ngợm thật là lạ vị giám đốc đó là ông người tôi đã gặp mấy tháng trước ông ấy rất tốt với tôi nhiều lần tôi bật khóc vì sự tốt bụng và nhiệt tình của ông chính vì sự nhiệt tình vui vẻ của ông mà tôi làm việc rất tốt được một thời gian thì ông ngỏ ý muốn nhận tôi làm con nuôi Tuy tôi không có bố, thiếu tình cảm của người đàn ông trụ cột trong gia đình Tuy nhiên không vì lẽ đó mà tôi dễ dàng nhận lời ông ấy Tôi là gái quê nhưng không có nghĩa là tôi đen đuổi, xấu xí Và tôi cũng không tự tin để nói mình xinh đẹp, nhan sắc Và ngoại hình của tôi chỉ ở tầm trung Xung quanh tôi cũng không thiếu người tán tỉnh nhưng có lẽ, nỗi hận thù thời thơ ấu khiến tôi chẳng thể mở lòng với bất kỳ chàng trai nào. Tôi rất thích bóng đá, tôi là fan ruột của Quỷ Đỏ và có lẽ, Quỷ Đỏ đã mang anh đến bên đời tôi như một giấc mơ, một giấc mơ đầy nước mắt. Sau khi đi làm được một thời gian, tôi được lên làm trợ lý cho ông. Nhớ hôm tôi nhận quyết định vào làm chính thức, cũng là lúc ông chuẩn bị ra sân bay sang Singapore ký hợp đồng với đối tác hôm đó thư ký của ông nghỉ ốm nên một mình ông chuẩn bị mọi thứ chiều hôm đó tôi đang loay hoay vì phải xoay sở một lượng công việc khá lớn thì ông gọi cho tôi báo quên tài liệu trên bàn tôi mang ra sân bay gấp cho ông kịp giờ check in tôi đi xe của công ty trên đường đi ông gọi cho tôi nhiều lần chỉ để nhắc tôi đi cẩn thận đoạn đường ra sân bay lúc đó có một đoạn đang trên đà giải phóng mặt bằng rất khó đi Tay lái tôi khá vững nên tôi nghĩ sẽ đến nhanh thôi. Nhưng tôi bị huyết áp. Cái này là di chuyển từ mẹ tôi. Có lẽ cả ngày hôm đó tôi chưa ăn gì nên bị choáng Mắt tôi mở dần, người lạnh buốt đầu óc quay cuồng. Tôi chỉ kịp nghe thấy đầu dây bên kia tiếng của ông gọi tên tôi. Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Ở đó có mẹ, bạn bè và cả ông. Hóa ra, ông chấp nhận phá vỡ hợp đồng vì quá lo cho tôi suốt một tuần nằm viện ai cũng nói tôi sướng có bố mẹ lo cho từng tí một cũng là ông bế tôi vào nhà vệ sinh cũng là ông bế tôi vào nhà tắm để mẹ tắm cho tôi đêm ông trực ở bệnh viện thay cho mẹ tôi nằm nhìn ông nhìn người đàn ông đó tôi có gì đặc biệt mà ông tốt với tôi như thế có đêm ông tâm sự với tôi rằng tôi rất giống với con gái ông cô ấy nếu còn sống cũng bằng tuổi tôi bây giờ cô ấy mất vì tai nạn giao thông nên khi nghe tin tôi bị tai nạn ông đã khóc ông sợ sẽ mất luôn cả tôi đó là lần đầu tiên tôi gọi ông một tiếng bố và thế là tôi có một người bố một người bố đúng nghĩa năm cuối đại học bố tôi không cho tôi đi làm nữa vì muốn tôi tập trung vào việc học Hôm đó là ngày mùng 1 tháng 10 mưa lạnh. Đội bóng yêu thích của tôi tổ chức họp fan. Đó cũng là một lần đầu tiên tôi gặp anh. Người đã mang đến cho tôi hạnh phúc thì ít, mà nước mắt thì nhiều. Buổi họp hôm đó tuy mưa nhưng khá đông. Mọi người chen lấn nhau, dẫm lên chân tôi, làm tôi thêm phần gắt gọng. Tay cầm ly cà phê, liếc mắt tìm cho mình chỗ ngồi đẹp. Quay qua quay lại, tôi đổ ụp ly cà phê lên chiếc áo trắng tinh, mà chàng trai tội nghiệp nào đó đang mặc. Tôi đỏ mặt, lý nhí xin lỗi. Tôi cũng không dám ngước lên nhìn người đối diện. Mọi người xung quanh hình như đang đổ dồn con mắt về phía tôi. Tai và gáy vai tôi nóng bừng. Mọi người xì xào. Khổ thân thằng Hải rồi. Tôi mím chặt môi để chuẩn bị nghe anh ta gắt gỏng. Ồ không, áo trắng xoa đầu tôi rồi bảo. Không sao, đen thôi, đỏ quên đi. Tôi ngước lên nhìn, lâu lắm rồi không có ai xoa đầu tôi. Và giây phút đó, anh đã cướp mất trái tim tôi. Anh cười rồi quay đi nhanh chóng, nụ cười ấy như giết chết con tim tôi. Anh làm MC của buổi họp ngày hôm đó. Cả buổi tôi cứ trộm nhìn anh rồi tự cười một mình. Thỉnh thoảng lại bị anh bắt gặp ánh nhìn khiến tôi bối rối. Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc. Tôi cứ nấn ná trước cổng chờ anh. Ít nhất tôi cũng nên nói lời xin lỗi đến anh. Thật ra lúc đó tôi đã tưởng tượng ngay đến một bộ phim hàn lãng mạn. Nữ chính sẽ xin số điện thoại nam chính để mời cà phê, đền lại chiếc áo. Cư vớ vẩn nghĩ rồi chợt nhận ra anh đã rời khỏi nơi đó và vừa lên taxi. Tôi chạy với theo như con dở hơi rồi tiêu nghỉu vì mình ngu quá. Đêm đó về tôi đã lật tung cả fanpage chỉ mong tìm được facebook của anh hoặc chí ít cũng muốn biết được anh đã có người yêu chưa cả bếp, mỗi bài đăng cứ hai ba nghìn lượt like và vô số comment tôi cứ kiên nhẫn kiên nhẫn tìm từng người một không phải không phải không phải a à, tôi phát điên lên vì không một chút dấu vết của anh một tuần rồi hai tháng ba tháng sau tôi vẫn không tài nào tìm được dấu vết anh trên facebook công việc học tập bận rộn khiến tôi không thể nào quay lại chỗ đó lần nữa facebook của tôi cũng kha khá người follow nên có ai đó like hay comment tôi đều không mấy để ý trong một lần vất vượng nằm trong phòng và thời tiết cũng không mấy thuận lợi tôi lướt lướt facebook thì nhận ra có một người vừa like ảnh của tôi nhìn avatar là chàng trai quỷ đỏ tôi vu vơ ấn vào nick thì vỡ òa tim tôi như muốn tan ra là anh Người mà tôi vẫn mang nụ cười đó vào trong giấc mơ mỗi đêm, đắn đo cả tiếng đồng hồ, tôi liều lĩnh inbox cho anh. Có lẽ giây phút chờ đợi được rep, đó là khoảng thời gian tệ nhất. Tôi lo là tin nhắn của tôi anh không nhận được, lo rằng nó sẽ bị Facebook lọc mất. 30 phút sau, anh trả lời lại tin nhắn. Đêm đó, chúng tôi đã thức gần đến sáng chỉ để nói chuyện với nhau. Lòng tôi lâng lâng khó tả anh vẫn nhận ra tôi và bắt đền cái áo tôi cười thầm đúng ý em quá rồi anh còn hẹn tôi cuối tuần đi cà phê tôi không nhớ rõ hôm đó mình đã mặc gì nữa nhưng tôi nhớ anh đã nói với tôi là em cá tính nhỉ anh để tôi chọn quán cà phê tôi chọn cộng để ngồi tôi thích không gian ở cộng tôi thích mân mê từng bao diêm ở đó anh khá hài hước và nói chuyện cực kỳ có duyên, hơn tôi 3 tuổi. Có lẽ dư âm từ lần cảm mưa hôm đó vẫn khiến tôi nhen nhóm ý định tấn công anh. Chúng tôi nói chuyện mỗi ngày, đi chơi với nhau thường xuyên hơn. Có một lần về muộn, bố tôi đứng trước cổng chờ tôi. Đó là lần đầu tiên bố gặp anh. Có lẽ tình yêu là thứ khiến người ta sống dở chết dở và mù quáng. Thế giới của những người đang yêu là một màu hồng cổ tích đầy lãng mạn bố đã có dự cảm gì đó không ổn về anh và khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ hơn cho mối quan hệ này tôi cười vâng dạ nhưng bỏ ngoài tai tôi cứ tưởng mình sẽ là người tỏ tình anh nhưng không anh tỏ tình tôi bạn tôi từng nói rằng cái gì đến nhanh sẽ đi rất nhanh tôi tặc lưỡi mặc kệ anh dẫn tôi đi gặp bạn bè công khai với đám bạn thân của anh chúng tôi cứ thế yêu nhau anh cưng chiều tôi hết mực những ngày đầu tình yêu của chúng tôi phải là màu đỏ chứ không còn là màu hồng nữa tôi không đặt pass điện thoại anh thoải mái kiểm tra tính tôi rất bộc trực thẳng thắn nhưng trung tình tuyệt đối còn điện thoại anh chưa một lần tôi được động vào anh đặt pass rồi bảo mật các thứ tôi hỏi thì anh bảo trong máy nhiều dữ liệu công ty tôi thấy cũng đúng nên thôi không tò mò có hôm chúng tôi đi xem bóng cùng nhau, anh đưa điện thoại nhờ tôi cầm giùm để đi vệ sinh. Điện thoại rung lên là tin nhắn của một người lạ, anh không lưu số. Anh không nhớ em à? Em nhớ anh. Suốt trận bóng hôm đó tôi không tài nào tập trung theo dõi được, vẫn bình thường với anh. Lúc về, tôi hỏi anh về tin nhắn đó, mặt anh hơi biến sắc, ngọn đèn đường đủ để tôi nhìn thấy anh lúng túng ngay lúc đó. Tôi lắc đầu Nghĩ thôi thế là đủ rồi. Nhưng anh bảo, "Là đứa em, anh xem như em gái thôi mà, có gì đâu mà em căng?" "Ơ, ờ, thế em gái họ à? Em gái mà nhắn tin nói nhớ nhung như thế à?" Tôi hét lên trước mặt anh. Anh giữ chặt tay tôi rồi điện thoại chìa ra. "Đây, em xem đi, cái Dung nó nhắn nhớ anh đây này, không lẽ em cũng đi ghen với Dung à?" "Dung là em gái ruột của anh." Tôi lúc đó như đứa thất thủ vậy. Vì đúng là Dung cũng nhắn cho anh như thế Anh nói tiếp Yêu mà không tin tưởng nhau Thì em yêu làm gì Thế là tôi lại yếu lòng Tình yêu vốn dĩ là chuyện của con tim Ôm anh rồi lắc đầu ngoài nguậy Em yêu anh mà Hôm sau Anh dẫn tôi đi cà phê với cô gái đã nhắn tin cho anh Cô gái đó tên Thảo Rất xinh Tôi cá tính bao nhiêu Thì ở Thảo toát lên vẻ nhẹ nhàng bấy nhiêu Anh giới thiệu với tôi về Thảo là cô em kết nghĩa của anh nhà thảo cũng giống nhà tôi chỉ tiếc thảo không may mắn bằng tôi thảo mất mẹ có lẽ vì lẽ đó mà tôi quý thảo ngay lần gặp đầu tiên cô ấy chỉ sinh sau tôi vài tháng nên thảo muốn xưng chị em với tôi chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ những lần sau đó đi chơi giữa hai chúng tôi đều có sự hiện diện của thảo thời gian đầu tôi khá thoải mái vì em ấy cũng chưa có người yêu lại ít bạn bè nên tôi vẫn rất vui vẻ. Chỉ là vào những ngày lễ hoặc có những lúc tôi chỉ muốn được ở riêng với anh thì anh đều gạt phát ra cho rằng tôi ích kỷ. Cô bạn thân của tôi đánh tiếng cảnh báo. Mày cẩn thận đấy, có khi mày là người thứ ba cũng nên. Những thời gian sau, trong lòng tôi gợn sóng, tôi để ý lời đứa bạn nói. Tính tôi vốn rõ ràng, kiên định và dứt khoát tôi vẫn nhắn tin tâm sự với thảo kể nhiều thứ có lần tôi đánh tiếng mai mối thảo cho cậu bạn thân của tôi thì thảo và anh đều chối đầy đẩy tôi vẫn chỉ dừng lại ở sự khó chịu vì anh quan tâm thảo quá mặc dù anh cũng rất tốt với tôi tôi dần quen với sự có mặt của thảo vài lần tôi có nói bóng gió với thảo hy vọng em ấy sẽ hiểu nhưng vô ích trong tình yêu tôi yếu mềm một cách đáng sợ tôi đang sống chung với lũ thời tiết mùa hè khiến tôi khá thích thú tôi thích nắng thích cả những giờ đứng ngoài đường chờ vì tắc đường nữa lần đó tôi theo đoàn của anh tôi lên Sapa kết hợp du lịch và tình nguyện tôi rủ anh đi cùng vì anh cũng muốn lên Sapa nhưng anh từ chối tôi vui vẻ và háo hức cho chuyến đi của mình bốn ngày trên Sapa tôi và anh vẫn giữ liên lạc đều đặn thỉnh thoảng anh rét tin nhắn chậm nhưng vì lúc đó đi với đoàn ham vui nên tôi cũng không để ý về hà nội tôi mang quả cho anh cho cả thảo nữa hỏi mấy ngày qua làm gì thì anh nói anh đi làm thôi còn thảo thì vẫn bảo cuối tuần đi chơi với bạn chúng tôi lại cười xuề xòa như trước lúc về còn mỗi tôi và anh anh bỗng ôm chặt tôi rồi nói xin lỗi cô dương vì trong thời gian cô đi vắng tôi đã đi uống cà phê với bạn mà không báo cáo với cô Tôi giả vờ cau mày giận dỗi rồi nhéo tay anh rõ đau. Anh ôm rồi hôn. Tôi đang hạnh phúc với những gì tôi có. Có mẹ, có ba, có bạn bè và có anh. Nhưng cuộc đời là sự thật. Cuộc đời không phải những thước phim về điều kỳ diệu hay những cái kết viên mãn như ý nguyện. Vài tuần sau đó, tôi sang nhà anh nấu cơm, nhưng không thấy anh đâu. Tôi có chìa khóa, nên cứ lặng lặng đi vào. Thấy laptop của anh vẫn đang mở, Tôi đoán chắc anh vừa chạy đi đâu đó, thấy một album ảnh trên Facebook, tôi hơi chuột dạ và nghĩ, "Ơ, ờ, anh up Facebook mà sao mình lại không thấy nhỉ?" Hóa ra, anh để chế độ bạn bè trừ Thủy Dương, là hình ảnh anh và Thảo, không chính xác là có mỗi mình anh và Thảo. Tôi lên núi thì anh đi biển, <cười> buồn cười chưa, một nam một nữ, anh trai và em gái kết nghĩa dắt nhau đi biển chẳng biết để làm gì tôi bỏ về ngay lúc đó tôi nóng tính nhưng không hiểu sao lúc đó tôi bình tĩnh đến lạ về nhà tắt điện thoại rồi nằm ôm gối khóc sưng sức hóa ra bấy lâu nay người thứ ba là tôi chứ không phải thảo có những buổi sáng bạn sẽ thức dậy và nhận ra rõ hơn bất kỳ ánh sáng nào rằng ồ anh ta hóa ra không phải rằng tình cảm ngày hôm qua này đã nguội lạnh như một cốc espresso sau khoảng khắc thơm nồng, rằng có những điều đã không còn đúng nữa. Lúc còn trẻ, chúng ta sở hữu một đặc quyền, chính là sống trung thực với tình cảm của mình. Tôi luôn tâm niệm rằng, bạn có thể là kẻ nhẫn tâm, nhưng đừng là kẻ dối trá. Ít nhất là dối trá với chính trái tim mình. Tôi vốn không phải là người ưa những tính từ như hy sinh cao thượng tôi ngang ngược và lì lợm cái gì là của tôi tôi sẽ giữ đến cùng không là của tôi tôi từ bỏ không một lời cay đắng tôi suy nghĩ ừ thì khóc khóc không có được gì không anh rất hoạt ngôn có lẽ từng đấy chả đủ để làm bằng chứng anh phản bội tôi tôi khá quen với những câu nói của anh chỉ là vì anh lo em hiểu nhầm hoặc em không tin anh sao tôi vốn mềm yếu trong chuyện tình cảm chỉ cần anh nói thế thôi tôi lại thôi ấy mà tôi nhớ lại cái chạm tay run run đầu tiên cái ôm đầu tiên nụ hôn đầu tiên có lẽ đau lòng nhất không phải là người ta bỏ đi mà là khi yêu thương đang đi vào ngõ cụt con người ta lại không biết phải làm gì mỉm cười nhếch mép một cái mà lòng đắng ngắt có lẽ lòng tôi lúc đó cũng nguội lạnh như ly cà phê tôi cầm trên tay mà không uống tôi gọi ngay cho cô bạn thân của tôi tôi kể tất cả mọi thứ cùng dòng nước mắt đang lăn dài trên má nó đập bàn và nói lớn khiến mọi người đều quay lại tao đã nói rồi mà tử tế cái con khỉ mày sáng mắt ra chưa chạy theo nó làm cái gì giờ nó đối xử với mày như thế tôi khóc nó gắt lớn mày có im ngay đi không thì bảo khóc khóc cái quỷ gì con Dương mà ta quen đâu rồi? Cuối tuần, tôi vẫn nhận lời anh đi cà phê, dĩ nhiên là ba người, tôi, anh và Thảo. Lúc anh đi toilet, tôi đã giả vờ mượn điện thoại của Thảo để gọi điện, nói dối hết pin. Thảo vui vẻ đồng ý, tôi ra ngay một góc khá kín của quán, phải lướt nhanh nhất có thể, không tin nhắn, không cuộc gọi. Tôi nghĩ là mình đang nghi quá rồi. Thì trong lúc thoát ra để trả máy cho Thảo, tôi vô tình lướt vào album. Giờ tôi mới biết anh trai và em gái kết nghĩa cũng được thoải mái chụp ảnh nuy với nhau cơ đấy. Điều mà tôi không thể nghĩ đến nó lại đang hiện hữu trước mắt tôi. Mắt tôi nhòe đi, tay ủ đặc, tôi đã phải cố chấn tĩnh bản thân, cố cười nói để tiếp tục câu chuyện. Tôi thấy ghê tởm cô gái mà tôi xem như em gái. Tôi khinh bỉ luôn cả anh. Mọi thứ thật gượng gạo vì tôi không thể diễn sâu được. Thảo cất tiếng hỏi, chị Dương mệt à? Tôi trả lời cọc lốc và nhát gừng. Đến kỳ, anh xoa xoa bụng bảo đưa tôi về, tôi gạt phát tay anh ra. Thôi, để em tự về. Rồi tôi bước đi yếu đuối, nước mắt cứ trực trào ra. Anh chạy với theo, nói vài câu có lệ rồi vẫy taxi cho tôi. Anh cười và hôn nhẹ lên má tôi. Nụ cười và cái răng khảnh của anh từng khiến tôi sao xuyến bao nhiêu, thì bây giờ tôi cảm thấy sợ con người này bấy nhiêu. Tối đó, anh gọi điện bảo tôi xuống nhà, anh mua cho tôi rất nhiều bánh ngọt và trà gừng. Đấy, anh của tôi, chàng trai mà tôi yêu, quan tâm tôi đến thế cơ mà. Ngoài việc mập mờ với Thảo thì còn lại anh không có gì để chê trách cả. Nhìn theo bóng anh đi khuất dần, khuất dần mà lòng tôi đau như cắt. Tôi đã từng nghĩ sau này lớn lên tôi sẽ không yêu ai nữa, không lấy chồng, sẽ là single mom. Có lẽ do tôi lớn lên trong sự bội bạc chăng? Anh chăm chỉ nhắn tin cho tôi nhiều hơn, còn tôi lại sợ sự quan tâm nhiệt tình quá của anh. Bố tôi dường như cũng nhận ra sự khác lạ trong tôi. Ông hỏi, con có muốn đi Singapore chơi không? Bố sắp xếp công việc rồi đưa đi tôi định không kể đoạn này nhưng tôi nghĩ chắc cũng có nhiều người giống tôi họ cũng lớn lên trong sự bội bạc và trưởng thành trong sự hy sinh đó là lúc tôi đi làm hộ chiếu như tôi đã nói giấy khai sinh của tôi chống bố dù bố tôi còn sống sờ sờ ra đó nhưng mẹ tôi chẳng cần xin sọ ông cho tôi một cái tên điền vào giấy hay bát gạo dư cho con bữa cháo đàn bà lãi đứa con là đủ làm hộ chiếu anh công an phường bắt bẻ tôi. Ừ thì 200 000 Đấy, các bạn ạ, à. rồi sẽ có ngày các bạn nhận ra, đồng tiền và bản lĩnh sẽ giúp bạn sống tốt hơn là một người đàn ông vô trách nhiệm. Tôi về ở với mẹ mấy ngày trước khi đi sang Singapore, anh còn mua quà và không quên gửi lời hỏi thăm đến mẹ tôi. Anh của tôi diễn một vai diễn để đời đấy chứ. Tôi nhận lấy rồi quay đi nhanh chóng bỏ mặc anh đứng như trời chồng nhìn theo về với mẹ tôi òa lên khóc nức nở mẹ nhìn tôi tò mò hỏi cô dương của tôi lại làm sao thế tôi thương mẹ mẹ vì tôi mà khổ cả đời không lẽ giờ một chút thất bại trong tình yêu mà khiến mẹ bận tâm ư tôi nói dối là do công việc áp lực do nhớ nhà đàn bà đặc biệt là những bà mẹ họ có một giác quan vĩ đại mà tôi tin khoa học cũng không thể giải thích được dường như bà cũng lờ mờ đoán được tôi đang rắc rối trong chuyện tình cảm tôi chưa bao giờ trách móc mẹ vì sinh tôi ra không có bố vì có người đàn bà nào lại muốn đơn độc nuôi con đâu có người nói với tôi khi em trưởng thành đi qua nhiều sông bão em sẽ thấy nơi ấm áp và bình yên nhất chính là vòng tay của người mẹ đơn độc ấy tôi muốn làm single mom dĩ nhiên lúc ấy tôi không phải single mom rồi nhưng người sinh ra tôi là một single mom một người đàn bà nghèo khó và đầy thương tật âm thầm nuôi tôi khôn lớn có những nỗi đau mà chúng ta chẳng thể biết mặt đặt tên đi học tôi đủ điểm số ra đời tôi đủ nhân cách vậy thì vì một người đàn ông không xứng đáng mà đau khổ liệu có đáng không những ngày tôi ở nhà với mẹ, anh gọi cho tôi nhiều hơn, dù cuộc nói chuyện cứ hở hững, hở hững. Anh bảo, anh sẽ đi công tác ở Nha Trang, về sẽ có quà cho em. Ừ, anh cứ đi đi, đi với ai cũng được. Anh không đi Nha Trang mà đi nhà nghỉ với Thảo cũng được. Đêm nằm ôm mẹ, bà ít học nhưng là người tâm lý. Mẹ nói với tôi nhiều lắm về sai lầm của mẹ, về thất bại của mẹ trong tình yêu hơn ai hết mẹ mong tôi hạnh phúc phải chăng đích đến cuối cùng của tình yêu chẳng phải là hạnh phúc sao ai mà chẳng một lần rơi vào lưới tình đều mong được ở bên người mà mình tạm tin là phù hợp tôi cũng thế tôi yêu anh yêu đến ngu si ở nhà một tuần tôi vào eva thường xuyên hơn đó là trang tâm sự eva vô tình thấy bài đăng của một bạn kể về một người bạn cũng đang trong tình trạng giống như tôi nghĩa là tình yêu có sự xen vào của người thứ ba tôi tò mò kích và ních khá bất ngờ vì đó là cô bạn của thảo hóa ra nhân vật thứ ba mà cô ấy kể là tôi chua sót đến thế là cùng lướt tường bạn của thảo tôi thấy bức ảnh ấp lên là bạn thảo và thảo thảo đang nắm tay một chàng trai không lộ mặt với cái cáp Gato với tình yêu của chúng mày quá đi thôi. Đôi bàn tay đó, có chết tôi cũng nhận ra là tay anh chứ tay ai. Chiếc đồng hồ đang đeo trên tay anh là tôi mua tặng anh lúc Valentine. Anh và Thảo đều không like hay bình luận gì cả. Chỉ có đám bạn vào bình luận chúc mừng rồi gato các kiểu. Gập ngang laptop tôi thở dài rồi nước mắt cứ thế thi nhau chảy dài trên má. Người tôi nóng bừng tôi nhấc điện thoại gọi cho anh lúc đó là nửa đêm anh alo với giọng ngái ngủ tôi cứ như có cái gì đó chặn ngang họng không nói được anh cười rồi nói cô dương này lại không ngủ được chứ gì lại nhớ giọng anh hà anh hát du em ngủ nhé rồi anh hát nhưng tôi không tài nào để ý đến lời bài hát của anh tay tôi bịt chặt miệng để tiếng nấc không thoát ra rồi thả máy tôi chùm chăn rồi cứ thế mà nức nở tôi yếu đuối quá hôm sau tôi về công ty mẹ nhìn thấy mắt tôi sưng húp mẹ giật mình hỏi con sao thế có chuyện gì giấu mẹ phải không tôi chỉ đáp cho qua rồi đánh trống lảng tình yêu của tôi rồi sẽ đi đâu về đâu ngắm nhìn mây trời qua ô kính tôi thấy lòng bộn bề đến khó tả Ngoài trời không mưa mà lòng tôi rông bão, mây răng kín cả cõi lòng. Trái tim chắc chắn là bộ phận dũng cảm và bền bỉ nhất trong cơ thể của chúng ta. Chúng dẻo dai và can trường, chẳng thua kém bất kỳ chiến binh thực thụ nào. Xin lỗi trái tim của tôi, xin lỗi vì đã yếu đuối, vì đã không biết bảo vệ mày. Đến nơi, tôi bắt tay vào set up lại mọi thứ, ngắm nghĩa mình trong gương rồi gọi cho anh. Tôi cần rõ ràng, Tôi không biết yêu một người bao lâu thì gọi là dài. Tận tâm yêu thương họ bao nhiêu là đủ nhiều. Chỉ biết những mối lương duyên chân thành sẽ mang những người yêu nhau trở về với nhau. Tôi hẹn anh đến quán cà phê, nơi mà lần đầu tôi và anh hẹn nhau. Cà phê cộng. Tôi đến trước chờ anh, nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt. Anh xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười đó. Chết tiệt, tôi không muốn lung lay nhưng rõ ràng anh của tôi vẫn xin được gọi là anh của tôi anh đưa cho tôi một cái túi bảo là quà anh đi công tác về tôi nhận lấy anh nhận thấy sự khác lạ của tôi còn tôi thì không thể chờ đợi hơn được nữa tôi vào ngay vấn đề anh và thảo là gì của nhau anh ngỡ ngàng chắc là thế nhìn tôi rồi nói sao em hỏi lạ thế nó là em kết nghĩa, em cũng biết rồi mà. Đừng diễn trò nữa, trò chơi nên kết thúc được rồi. Anh nói đi, em cho anh 5 phút. Anh lắc đầu và nói, em lạ quá rồi Dương, em ghen với Thảo à? 4 phút, anh còn 4 phút. Em mệt à, anh đưa em về nghỉ nhé. 3 phút, nói đi, em không đủ kiên nhẫn nữa đâu. Tôi run, tôi thật sự đang run sợ. Dương, anh yêu em đó là sự thật còn thảo anh chỉ xem như cô em gái xem thảo như dung thôi nhà thảo đáng thương thế nào em biết rồi đấy nên anh không nỡ nhìn nó tủi thân anh xin lỗi nếu em không thích anh sẽ bớt quan tâm đến thảo hơn đi cô tô cùng nhau à sao em thật sự hôm đó anh không định đi vì cuối tuần anh cũng nhiều việc nhưng thảo bảo muốn đi biển muốn ra ngắm đảo thảo nói là nó nhớ mẹ nên anh không nỡ. Nhưng anh thề với em, hôm đó anh không làm gì có lỗi với em cả. Đến tận lúc này rồi, anh vẫn còn lừa dối tôi. Không lẽ tôi hỏi anh chụp nuy trong nhà tắm lúc nào sao? Tôi vẫn im lặng, anh nói tiếp. Anh xin lỗi, anh không muốn em phải suy nghĩ, anh cũng biết bây giờ em có điều kiện hơn, em thích đi đâu đều đi được, còn Thảo, cô ấy chỉ có mình anh. Anh yêu em, Dương. Tôi lặng lẽ đứng lên ra về, nhanh chóng quay đi để anh không kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe với hàng nước mắt chỉ trực trào ra. Dương, mày làm sao thế hả Dương? Dương ngang tảng, lì lợm, sẵn sàng quật ngã thằng con trai nào dám trêu chọc cô không có bố. Ngày ấy đâu rồi? Sao lại ra nông nỗi này hả Dương? Tỉnh lại đi. Tôi cứ thế khóc và khóc, xin lỗi vì đã yếu mềm, vì anh là chàng trai đầu tiên tôi yêu người đã nắm chặt tay tôi đi qua những ngày tháng đầy mưa và nắng là anh người đã cho tôi thêm niềm tin vào con trai nay niềm tin đó còn lại những gì anh liên tục gọi và nhắn tin tôi tháo pin rồi vứt luôn cái sim đó tôi cần phải ngủ ngủ để quên đi những lời nói anh nói hôm nay hóa ra trong mắt anh thảo mới cần anh còn tôi thì không Tôi nằm vật ra giường, bố mang cho tôi một ly nước cam. Chắc ông tưởng tôi khóc vì nhớ mẹ. Tôi định ngủ một giấc nhưng không ổn, vì cà phê còn đọng lại trên môi tôi, khiến tôi nhớ đến những lần chạm vào môi anh. Có tiếng tin nhắn Zalo là của Thảo. Tôi tắt màn hình vì ngay lúc đó tôi sẽ hét ầm lên vì cô bạn đó. Tôi ngủ một giấc, ngủ quên sầu, quên muộn phiền. Tỉnh dậy, tôi dắt xe vòng vèo đi ăn sáng rồi về check một đống mail công việc. Tôi cố tình không vào mạng xã hội. Tôi sợ, sợ phải đọc những thứ mà tôi không muốn thấy. Nhưng nào mấy ai trốn được. Tôi mở Messenger. Anh nhắn cho tôi rất dài. Tôi tạm gọi đó là bức thư. Mở đầu là Dương của anh. Bình thường anh vẫn gọi tôi như thế. Có một chút gì đó nghẹn nghẹn và nhói ở trong tim. Anh viết rất nhiều, nhưng chung quy lại anh chỉ xem thảo như em gái và anh yêu tôi thở dài ngước mắt nhìn trần nhà tôi yêu anh đó là sự thật tôi không biết tôi nên làm gì nữa tin hay không tin anh có những chuyện chỉ bản thân mình mới thấu hiểu được đến việc của mình còn không giải quyết được thì sao mà người ngoài có thể nói hộ lòng tôi nước mắt cứ thế lại tuôn ra tôi chợt nhớ đến tin nhắn của thảo Hít một hơi, tôi mở ra. Thảo có đang biện hộ cho anh không? Chị có biết vì sao tôi gọi chị là chị không? Vì anh Hải muốn tôi làm thế. Tôi cũng có trái tim, cũng biết yêu, cũng biết đau. Anh Hải là người tốt, chị có trong tay tất cả mọi thứ, mất mát trong tình yêu một chút có là gì? Tôi yêu anh Hải. Thảo của chị yêu anh Hải. Tôi chỉ muốn nói thế thôi trò chơi vừa mới bắt đầu, chị đừng vội kết thúc nó. Tôi vừa đọc cái gì thế này? Cô em gái hiền lành của tôi ở đâu? Tôi cứ rụi đi rụi lại vào mắt, chỉ mong mình đọc nhầm. Có người đang thách thức tôi. Tôi đang ở trong trạng thái vô cùng tồi tệ. Tôi không biết mình sẽ đối xử với anh như thế nào nữa. Liệu anh có yêu Thảo không? Hay chỉ là mối tình đơn phương của Thảo? Tôi cứ nằm trên ghế, Đầu óc cứ bập bùng như lửa đốt. Tôi chỉ nghĩ được ngay lúc đó, nếu anh là của tôi, anh sẽ chọn tôi để tiếp tục chặng đường phía trước, còn nếu không, dù tôi có làm gì, anh cũng sẽ rời xa. Cái gì là của mình sẽ thuộc về mình, nên tôi chẳng cần phải đưa mình vào cuộc chiến này cả. Tôi cầm điện thoại nhắn ngay cho Thảo. Tôi vốn không thích dùng Zalo, nay vào Zalo của Thảo, tôi mới để ý những tâm trạng của cô ấy chị nhằm đến anh thôi hóa ra thảo cũng yêu anh nhiều như tôi vậy thảo em lần cuối cho chị được gọi là thế chị vốn biết chuyện này đã khá lâu nhưng chị cứ ngỡ là do anh hải chủ động mà không nghĩ em cũng ghê gớm đến thế chị chưa bao giờ thấy hối hận vì đã đối xử tốt với em cả mẹ chị nói làm từ thiện thì không cần phải kể công chuyện tình yêu là chuyện của hai người chứ ba người là không thể. Em nghe câu chuyện về kiếp chồng chung chưa? Chuyện này hãy để anh Hải giải quyết. Còn nếu em muốn dở trò chơi xấu chị, chị sẵn sàng đáp trả. Tôi không phải tuyếp người thích những tính từ như cao thượng, hy sinh, dâng hiến. Có thể nói một cách thẳng thắn là kiểu ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân cao. Bởi tôi luôn tin rằng cả cuộc hành trình dài mỗi người ai cũng là một bản thể đơn độc kể cả khi lập gia đình hay sinh con đẻ cái nhiều chuyện nhiều việc chỉ có chính mình mới thực sự thấu hiểu thực sự cảm nhận vậy nên phải trung thực với bản thân trước hết nếu không cho đi đến mấy nhường nhịn đến mấy nhọc công đến mấy mà không thể vượt qua được chính mình cũng đều vô nghĩa đến lúc bất toại chắc hẳn sẽ hối tiếc rồi trách cứ đối phương hành trình của mình lựa chọn của mình nhất định phải có trách nhiệm với nó tôi im lặng không liên lạc với anh mấy ngày liền còn anh ngày nào cũng đứng dưới nhà tôi kể cả những lúc mưa to đứng đến nửa đêm cũng chẳng chịu về nhiều lúc nhìn cái dáng của anh ướt nhòm co so lạnh đứng trong mưa mà tôi sót tôi sót vô cùng chỉ muốn chạy xuống ngay lúc đó và ôm chặt lấy anh dù gì, tôi vẫn rất yêu anh. Tôi định trưa ngày mai đến nhà anh rồi nấu cơm cho anh, tôi muốn thế, tôi muốn tha thứ cho anh, tôi chọn tin anh. Trưa hôm đó tôi đến, tôi thấy đôi giày của Thảo ở ngoài. Tôi đẩy cửa rồi xông thẳng vào nhà. Thảo đang chườm khăn cho anh. Anh thấy tôi thì nhấc đầu dậy. Dương, không như em nghĩ. Tôi bình tĩnh đáp em đâu nghĩ gì đâu người yêu em ốm thì em phải qua chăm chứ nói rồi tôi giật luôn cái khăn trên tay thảo tôi bình tĩnh đến lạ mẹ tôi từng nói đàn bà ghen là đàn bà dại tình yêu đôi lúc phải mãnh liệt và giành giật anh vẫn đang là của tôi chúng tôi chưa chia tay tôi hỏi anh anh muốn ăn gì không thảo nói thay em nấu cháo rồi chị chị không phải làm gì đâu tôi quay sang cười với thảo thế tốt quá chị nấu cháo cũng không được ngon cho lắm cảm ơn em nhé có em gái kết nghĩa đảm đang thế này anh hải cũng đỡ lo thôi em về đi chị ở đây chăm cho tiện chị là người yêu anh ấy mà nếu mọi người đọc đến đây và cảm thấy tôi quá ghê gớm thì xin lỗi tôi cũng đã nói trên rồi tôi không hiền tôi chỉ muốn nhấn mạnh cho thảo trên danh nghĩa hải và tôi vẫn đang yêu nhau còn ba cái trò mèo nhờ anh ấy đóng giả người yêu đi sinh nhật bạn tôi thấy nó tầm thường rồi đến một lúc nào đó tôi cũng nên gạt nước mắt mà đối diện với hiện thực cuộc sống thảo quay ra cửa không quên dặn anh nhớ uống thuốc ừ suy cho cùng cô ấy vẫn là người chu đáo thảo về mà không quên tặng tôi một nụ cười nửa miệng ngồi thừ người cuối giường nhìn anh anh cũng nhìn tôi anh mở lời Dương, em... Tôi cắt ngang. Anh không phải nói gì đâu, ngủ đi, khỏe rồi mình nói chuyện. Nói xong, tôi bật người dậy dọn dẹp mọi thứ, giặt quần áo cho anh. Thấy bộ quần áo hơi ẩm, tôi đoán là bộ hôm qua anh mặc bị ướt mưa. Thỏ tay vào túi quần, tôi thấy một hộp nhẫn. Tôi đứng hình vài giây, tim tôi đập mạnh. Con người ai mà không có quyền mưu cầu hạnh phúc và ảo tưởng cơ chứ. Tự nhiên tôi quên hết quên hết những giọt nước mắt đã rơi vì anh trong đầu tôi lúc đó ngập tràn kỷ niệm ngày hai đứa mới yêu nhau anh của tôi thích cà phê tôi thích hôn lên môi anh thích được anh yêu thương và che chở tôi tin tất cả những người con gái trên thế gian này nếu ấu thơ đã không được sống trọn vẹn trong vòng tay của bố thì khi lớn lên họ luôn mong muốn sẽ có một chàng trai ở bên bù đắp và bảo vệ họ Tôi quyết định làm lại từ đầu với anh Bỏ qua mọi thứ Anh thoải mái cho tôi biết Pat Thật ra tôi biết cũng chẳng để làm gì Nhưng mọi thứ với Thảo Khiến tôi nên đề phòng hơn Tình yêu vừa có màu hồng được gần một tháng Thì hôm đó là đầu tháng 8 Sinh nhật anh Tôi đặt một nhà hàng khá đẹp Không gian riêng tư và lãng mạn Chờ anh Chờ đợi chàng trai mà tôi yêu đến Tim tôi cứ đập mạnh tôi mong chờ hôm nay cũng là ngày anh cầu hôn tôi một sự mong chờ nhẹ và cứ thế mỉm cười hạnh phúc tôi sốt ruột nhìn đồng hồ quá hẹn rồi bình thường anh không bao giờ đến trễ tôi nghĩ chắc do tắc đường cứ thế đồng hồ cứ chạy thật nhanh thật nhanh không thấy anh gọi tôi bắt đầu lo lắng không gọi được cho anh cái âm thanh chết dẫm thuê bao quý khách Tôi cứ ngồi chờ anh đến 10 giờ tối Thì anh gọi cho tôi Trong tiếng nấc Dương, anh xin lỗi Thảo bị tai nạn Đang cấp cứu ở bệnh viện Tôi buông thẳng điện thoại xuống Mông lung nghĩ ngợi Rồi vứt mọi thứ ở đó Phóng như bay vào viện Anh của tôi ngồi đó Áo quần lấm lem Mặt mũi bơ phờ Như nghìn năm chưa ngủ Anh thấy tôi liền đứng dậy Chỉ lặng lặng nói ngắn gọn anh sẽ giải thích với em sau tôi sẽ nghe được những gì từ anh đây tôi lờ mờ đoán ra được anh đang đi với thảo thì bị tai nạn anh xây xước nhẹ còn em ấy bị nặng hơn và đang trong phòng cấp cứu hai chúng tôi ngồi bên nhau im lặng không ai nói với nhau câu gì biết nói gì bây giờ chúng tôi đang ở cạnh nhau mà mỗi người nghĩ về những điều khác nhau tôi giơ tay định nắm tay anh nhưng rồi tôi rút lại Khuôn mặt anh hiện lên sự lo lắng đến tột cùng Phòng cấp cứu mở ra Cô y tá chạy ra hốt hoảng Người nhà của bệnh nhân Trương Thị Phương Thảo đâu Anh đứng phát dậy Tôi ngước mắt nhìn anh Nuốt nước mắt vào trong Người nhà của anh đang bị mất máu trầm trọng Nếu không được truyền máu ngay Thì sẽ rất nguy kịch Bên ngân hàng máu A Đang không có nhóm máu này Tôi hỏi Nhóm máu gì vậy chị ARH, bố mẹ đâu? Bố mẹ đều mất cả rồi. Anh đáp rồi ngồi thụp xuống. Anh đang khóc. ARH cũng là nhóm máu của tôi. Cách đây hơn một năm, tôi có đi hiến máu. Bác sĩ có nói với tôi rằng nhóm máu của tôi cực kỳ hiếm. Mười nghìn người, may ra mới có một người có. Khuyên tôi nên vào ngân hàng máu để gửi máu, phòng lúc bất chắc. Thế mà xoay đi xoay lại, hơn một năm rồi Tôi vẫn chưa thực hiện được Anh đang lên Facebook cầu cứu cộng đồng mạng Còn tôi Tôi cứ đứng như trời trồng Người tôi ghét ra mặt Hiện tại đang cần máu Chỉ cần tôi lên tiếng Cô ấy sẽ được cứu Hoặc tôi cứ im lặng Rồi anh sẽ thuộc về tôi Tôi cứ loay hoay giữa hai giọng suy nghĩ Rồi chạy vội vào nhà vệ sinh Tát nước vào cho tỉnh táo Tôi đang nghĩ cái gì thế này cứu người như cứu hỏa, liệu sự ích kỷ nhen nhúm lúc đó có đúng không? Mẹ tôi mà biết được, chắc bà sẽ thất vọng lắm. Tôi chạy ra, bám lấy tay cô y tá. Em cùng nhóm máu ARH, em đồng ý hiến máu. Thật buồn cười khi cô y tá giãn khuôn mặt ra, thở phào nhẹ nhõm. Thì anh, anh ngước lên nhìn tôi. Rồi câu đầu tiên anh nói không phải là câu cảm ơn, mà là Sao giờ em mới nói hả Dương? Tôi quay sang nhìn anh và ước giá như thời gian quay lại thì tôi sẽ chọn im lặng. Giây phút đó tôi hận anh đến tận cùng. Tôi được đưa đi xét nghiệm, kiểm tra và lấy máu. Lấy máu xong lúc đó cũng rất mệt, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy thấy ga giường trắng tinh làm tôi vô cùng hoảng sợ, nhớ tới lúc tôi bị tai nạn, xung quanh trống trải, phòng lấy máu có mỗi tôi và cô y tá anh ở đâu anh không bên cạnh tôi sao cô y tá đưa cho tôi một cốc nước dặn tôi uống tôi cầm lấy rồi bật khóc tôi ước tôi ngủ quên đi đến sáng biết đâu sáng mai dậy lại thấy anh ở bên tôi tôi vô hồn đứng dậy đi tìm anh đầu tôi vẫn còn choáng cứ thế tôi men theo bức tường tìm đến phòng cấp cứu cái cảnh tượng một đứa con gái mặc một bộ váy thật đẹp, trang điểm thật xinh, vừa đi vừa khóc, mắt tôi lem hết mascara, nhìn đến đáng thương. Mọi người xung quanh cứ đổ dồn con mắt về tôi. Chắc lúc đó họ cũng nghĩ, chắc người nhà cô này cũng đang cấp cứu. Không, là người tôi ghét đến tim phổi mới đúng. Tôi đến phòng cấp cứu thì không thấy anh, hỏi thì cô điều dưỡng bảo thảo đã qua cơn nguy kịch được chuyển về phòng hậu phẫu người ta không thân quen gì tôi mà thấy tôi yếu ớt còn nhiệt tình dẫn tôi đến để gặp anh đứng nép ngoài cửa phòng nhìn vào trong thảo nằm đó chưa tỉnh còn anh ngồi bên cạnh nắm chặt tay thảo bơ phờ tôi nén tiếng nấc quay ra rồi ngồi thụp xuống sàn tôi khóc khóc vì cái gì đó mà lúc ấy tôi cũng không biết nữa chắc là xót xa cho phận của mình có lẽ trong tình yêu Không phải cứ hy sinh là được đền đáp Tôi cố gượng người đứng dậy Đi về Ngoài trời đang mưa Nghe đến não lòng Ông trời đang khóc thương cho tôi Hay cho Thảo Tôi không biết Tôi vẫy một chiếc taxi gần đó Và lên xe trở về Tôi nhớ những ngày anh thất nghiệp Cũng là tôi nhờ ba tôi xin giúp cho Nhớ những ngày anh thiếu vốn Mở shop quần áo Cũng là tiền của tôi nhớ khi anh ốm đau cũng một tay tôi đỡ anh đi tắm nhớ những khó khăn mà tôi đã cùng anh nắm tay vượt qua và tôi nhớ đến cảm giác cô đơn cùng cực lúc tỉnh dậy không thấy anh suy cho cùng người đơn độc lúc ấy người đáng thương lúc ấy phải là tôi mới phải phải là thùy dương chứ tôi lê lết về đến nhà rồi nằm mê man trên giường ngủ thiếp đi bố với tôi làm cùng công ty nên sáng nào ông cũng đưa tôi đi làm. Hôm nào thấy tôi lỡ nướng thì ông đều để thế cho tôi ngủ, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Ông đi làm, còn tôi người cứ lạnh buốt mà mồ hôi cứ chảy ướt đẫm cả tóc và váy. Tôi không định hình được rõ tôi đang ở đâu nữa. Tôi cứ một mình vật lộn với xung quanh. Đến tối bố về, cô giúp việc về quê, nhà tối đen nên ông nghĩ tôi đã đi ra ngoài ăn với bạn đi ngang phòng nghe tiếng tôi thở một cách nặng nhọc mới hốt hoảng đạp cửa vào thì thấy người tôi nóng bừng bố gọi mà tôi không tỉnh nên đưa tôi vào viện tỉnh dậy thấy bố tôi cố đưa mắt tìm anh anh có ở đây không anh không mở điện thoại lên cũng không có tin nhắn nào của anh đắng cay nhất có lẽ không phải anh yêu người khác mà là biết anh không còn yêu mình mà mình cứ cố. Đến ngày thứ hai tôi nằm viện, tôi mới thấy tin nhắn của anh. Nên vui hay nên buồn? Anh hỏi tôi có mệt không? Và thông báo Thảo đã tỉnh. Anh cảm ơn vì tôi đã cứu cô ấy. Nhạt nhẽo thật. Cô bạn thân hỏi tôi. Dương, nói thật đi, mày với anh Hải có chuyện gì đúng không? Mấy ngày mày nằm không thấy đâu. Tôi buông ánh mắt nhìn xa xa ngoài cửa sổ Mùi hương của hoa bay vào phòng Cứ thoang thoảng Khiến tôi buồn vô cùng Có lẽ nhìn tôi như thế Nó cũng không muốn hỏi thêm Ra viện tôi nói xin bố về với mẹ Ông đồng ý để tôi về Trên đường về quê Tôi cứ nhìn ra ngoài cửa kính Gió cứ nhẹ nhẹ thổi tóc tôi bay Thổi đi cả nỗi buồn của tôi Một chút nữa thôi Tôi sẽ về với mẹ nhớ lắm những trận đòn roi của mẹ thèm một bữa cơm dưa cả của mẹ tôi bất giác nhoẻn miệng cười cứ như đứa trẻ bố tôi rất thích nghe nhạc việt dù đã lớn tuổi nhưng ông thích nghe mỹ tâm ông mở bài ước gì ước gì anh ở đây giờ này khiến tôi buồn một cách khó tả về nhà không thấy mẹ đâu tôi dặn bố nếu anh tìm tôi mong bố hãy nói tôi đi công tác nước ngoài Tôi gọi, dặn cả đám bạn thân của tôi Rồi tắt máy, khóa Facebook Ở nhà được 3 ngày Tôi buồn mở máy gọi cho bố Cô bạn thân tôi kể Nó đang đi tìm mày kìa Chả biết tìm làm gì nữa Tao biết hết chuyện rồi Cứ nghỉ ngơi đi Tao bảo mày đi nước ngoài rồi Tôi gật đầu cảm ơn nó Rồi lại tắt máy Ở nhà thêm 2 ngày nữa Buổi chiều thứ tư Lúc tôi ngủ dậy ra ngoài nhà thấy mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với anh Tôi quên mất không dặn mẹ Tôi đứng chết lặng nhìn anh Nước mắt đã không còn để rơi nữa Mẹ tôi biết ý nên bảo đi nấu cơm Dặn anh ở lại ăn cơm Tôi với anh ngồi bên nhau một lần nữa Im lặng đến xót xa Chỉ mong khoảng khắc này trôi thật nhanh Để nỗi buồn sẽ không một lần chạm tới hai linh hồn này nữa Tôi liếc nhìn anh rồi nén tiếng thở dài anh già đi nhiều quá Dâu ria chắc vài ngày rồi không cạo Tôi lên tiếng trước Thảo thế nào rồi Thảo cũng khỏe rồi Em ấy muốn cảm ơn em Nhưng không liên lạc được Ừ cho em gửi lời hỏi thăm Thảo Xin lỗi vì đã không đến thăm Sao em nghĩ thế Thảo nó nợ em mà Ân huệ gì với người mà tôi ghét ra mặt cơ chứ Rồi chúng tôi lại trở về trạng thái im lặng Mông lung tôi mơ hồ nghĩ về anh còn anh chắc cũng thế nhiều ngày không gặp nhưng đến cuối cùng trong cuộc trò chuyện của tôi anh không hề hỏi thăm tôi lấy một lần thật ích kỷ nhưng tôi đã so sánh tôi với thảo hai đứa con gái cùng yêu anh cùng nằm viện thế mà em về hà nội với anh nhé anh cắt ngang dòng suy nghĩ đang dở dang của tôi tôi không nhìn anh cũng chẳng vội đáp lời tôi chỉ nghĩ về để làm gì khi trái tim đã không thuộc về nhau nữa tôi không biết giờ tôi hay thảo hay là anh đáng thương nữa tình yêu là thứ mà không ai muốn bỏ đi cả tôi từng nói với anh em không đòi hỏi gì cao sang chỉ cần một người hiểu em là được thế mà ngay lúc này đây tôi nghĩ những gì anh cũng không biết tôi cũng không biết nếu tôi về hà nội tôi sẽ lại nghe được cái lý do bi đát nào nữa anh về đi em ở lại với mẹ thêm vài ngày nữa em lên rồi mình nói chuyện sau em muốn an yên sau một lúc giảng co nhau trong lời nói anh đồng ý anh về và dặn tôi cho anh gửi lời đến mẹ nhé dương của anh không giờ tôi đâu còn là của anh nữa dương của quá khứ đã không còn nữa rồi tôi nhìn theo bóng anh Tôi sợ cái yếu đuối Nó lại về không đúng lúc Hai ngày sau tôi rời quê Hôm đó đang giữa tháng 8 Tôi không vội gặp anh như lần trước nữa Bố tôi về nước thăm họ hàng Một mình tôi vi vu phố phường Hà Nội Rồi ghé vào một quán cà phê bên đường Bài hát trong quán vang lên Cà phê đắng và mưa Tôi quen anh vào ngày mưa Mà yêu anh cũng vì hương cà phê nữa Khoảng khắc đó tôi không còn khóc nữa chỉ thấy xót xa buồn mà không thể rơi nước mắt tôi nhớ anh đêm trở mình hãy yên giấc đi thôi đừng vẩn vơ về những điều xưa cũ người với người duyên phận mỏng như khói tiếc nuối gì một giấc mộng phù du tôi rất thích đoạn thơ này nhiều lúc tôi ước những gì tôi vừa trải qua chỉ là một giấc mơ không có thật để lúc tỉnh dậy tôi sẽ tiếc nuối vì không biết đoạn cuối như thế nào nhưng đời là sự thật nếu tồn tại hai từ giá như thì có lẽ giờ này tôi đã khác tôi sẽ không phải gồng mình tìm cho mình một lối đi nữa sáng hôm sau tôi gọi cho anh giọng anh trong điện thoại có vẻ vui anh bảo qua cộng tôi lắc đầu không tìm chỗ khác đi rồi anh đến đón tôi ngồi sau xe anh mùi nước hoa thoang thoảng cứ đập vào mũi tôi bất giác buộc miệng hỏi anh anh đổi mùi rồi à ừ hôm sinh nhật thảo tặng nên anh thử dùng xem có hợp không tôi im lặng quay sang nhìn hàng cây ven đường tôi không biết anh vô tư hay vô tâm với tôi nữa tôi ước cứ đi mãi thế chẳng có điểm dừng để tôi không phải đối diện anh chúng tôi dừng lại ở một quán cà phê khá đẹp có cát đôi bàn chân tôi cứ xoa xoa vào cát rồi nghịch hết hè rồi mà tôi vẫn chưa biết mùi biển thế nào hôm đó là dỗ mẹ của thảo anh đã cố đi nhanh về nhanh nhưng hôm đó thảo thấy hơi choáng nên anh và em ấy có ngồi nán lại một tí mới về trên đường về thì anh mở lời khiến chân tôi ngưng xoa vào cát cúi mặt xuống nhìn chân tôi ngước lên hỏi anh thế thôi hả đau Đau đến xé tim, đau đến mức tôi cảm thấy khó thở nếu cứ ngồi ở đây với anh. Một câu thảo, hai câu cũng thảo. Vậy xương ở đâu? Anh không biết nên kể cho em cái gì nữa. Hôm đó anh rất lo cho Thảo, anh sợ lỡ em ấy không tỉnh lại được thì anh ân hận suốt đời mất. Đủ rồi, về thôi, em mệt. Anh nhìn tôi ngại ngùng, còn tôi sống mũi đã cay lắm rồi tôi không muốn phải nghe thêm gì nữa phải rồi thảo đáng thương còn dương thị không định bước chân lên nhà tôi quay sang hỏi anh có giây phút nào anh yêu em không hải có anh yêu em từ đầu đến cuối thật lòng yêu em còn thảo đủ rồi anh về đi tôi cắt ngang lời anh tôi không biết nữa chắc tôi sợ quay lên nhà, vén dèm nhìn xuống, anh vẫn ở đó chưa về. tôi không còn giận anh nữa, cũng không ghét thảo. ôm làm gì cho nặng cái tâm. một ngày nặng nhọc với tôi, nên cười hay nên khóc, nên vui hay nên nghi ngờ. tôi quyết định không liên lạc với anh nữa. có lẽ là dành thời gian cho cả anh và tôi suy nghĩ về mối tình này. hai hôm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ, là của thảo thảo muốn gặp tôi tôi đồng ý tôi vốn không có ý định lẩn trốn ai kể cả thảo mấy hôm tôi thức khuya và mất ngủ khiến tôi phờ phạc và già nua đi trông thấy tôi quyết định đi spa ít ra tôi cũng nên tôn trọng người nhìn một chút cuối tuần lúc tôi đến quán cà phê thảo hẹn cô ấy đã ngồi chờ tôi sẵn trên bàn có hai ly cà phê thảo vẫn nhớ thói quen ăn uống của tôi tôi ngồi xuống có chuyện gì Thảo nói đi Dương không có nhiều thời gian đâu Thảo cười Nhấp một tí cà phê Rồi đưa mắt nhìn ra chỗ ban công Có một chậu cây xương rồng Dương như xương rồng nhỉ Khắc nghiệt thế nào cũng luôn mạnh mẽ Ý Thảo là sao Vào vấn đề chính đi Tôi hơi gắt một tí Dương vẫn như trước Vội vàng nhiều thứ Rồi dễ đau Thảo cũng không vòng vo nữa hôm nay mời dương đến trước là để cảm ơn dương nhờ dương mà không có gì việc nên làm thôi thế còn việc gì khác không thảo nhìn xoáy vào mắt tôi không hiểu sao lúc đó tôi thấy sợ con người này đến thế dương buông đi buông tha cho người mà dương luôn ảo tưởng về tình cảm đó đi không buông thì dương đau chứ người đau không phải là thảo cô ấy đang nói đến cái gì thế tại sao lại khẳng định một cách chắc nịch như thế cô ấy nói tiếp mấy tuần thảo nằm viện một tay anh hải lo mọi thứ dương nghĩ một nam một nữ thì sẽ có chuyện gì tôi sốc những điều anh nói với tôi đều là giả dối ư vậy mà tôi cứ tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác những mong hy sinh vì anh thì anh sẽ đền đáp lại nó dương suy nghĩ đi thảo chỉ muốn nhắc dương nên tự trọng thôi còn dương muốn thảo làm gì còn tùy ý thức và thái độ của dương nữa tôi cầm cốc nước hất vào mặt thảo rồi bỏ về trước tôi không biết tại sao tôi có thể ngồi nán lại ở đó và nghe những lời như thế tôi lên xe rồi về vừa chạy xe vừa khóc chẳng cần biết xung quanh thế nào nữa chẳng cần biết người ta có nhìn tôi hay không nữa buông đi dương cô dương lạ lắm đã ghét ai thì ghét ra mặt mà đã chót thương ai thì quá lụy, quá si. Trái tim dương cũng nhỏ lắm, đâu phải to mà đón nhận hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Lỡ thương anh, thương anh đã là một cái nợ mà có lẽ đi hết cuộc đời tôi cũng không trả hết được. Đầu óc cứ nghĩ đầu đâu, qua ngã tư tôi bị công an tuyết còi lại vì đi sai làn đường. Một đứa con gái mặc một bộ váy trắng, xe trắng, nước mắt nước mũi tèm nhem, khiến anh công an bật cười. Biết kiểu gì cũng bị bắt xe nên khóc sẵn trước mấy cây số rồi hả? Tôi dù đau lòng đến mấy cũng không thể nhịn được cười trước câu hỏi đó. Xong, 200.000, lỗi nào cũng chỉ cần 200.000 là đủ. Về nhà thấy bố tôi ngồi trầm ngâm uống rượu một mình, tôi ngồi xuống hỏi ông thì ông lắc đầu rồi nói: "Công ty dạo này làm ăn không được tốt." Con có thể sang Singapore khoảng 2 tuần đến 1 tháng được không? Công ty của bố nuôi tôi có văn phòng đại diện ở Singapore. Bản thân tôi cũng từng được tiếp xúc với nhà Tân Hoàng Minh. Tôi hơi phân vân, chuyện ở đây, chuyện tình cảm tôi còn giải quyết chưa xong, nếu tôi đi nó sẽ càng kéo dài. Nhưng nhìn bố tôi hốc hác, tôi lại thấy thương ông. Tôi đồng ý đi. Công ty xếp lịch rồi chọn cho tôi chuyến bay sớm nhất có thể. Tôi không đủ thời gian để chuẩn bị nữa. Ngày tôi ra sân bay chuẩn bị làm thủ tục thì anh gọi cho tôi, ngỡ ngàng quá, một tuần rồi chúng tôi không nói chuyện cùng nhau. Anh muốn gặp tôi ngay bây giờ. Tôi cứ đứng như trời trồng khi nghe câu anh muốn gặp tôi. Dù là gặp anh phải nghe những lời đau lòng hay là nói dối, tôi vẫn muốn được ở bên anh. Tình yêu đôi lúc khiến tôi mất hết cả lý trí thẫn thờ phải đến khi anh đồng nghiệp đi cùng nhắc tôi mới bừng tỉnh tôi ngước đôi mắt đỏ he lên nhìn anh ấy và tôi muốn đi về đi về với hải của tôi đúng lúc đó bố tôi gọi hỏi đã check in chưa và ông đã nói với tôi rằng mọi sự nhờ cả vào tài thương thuyết của con khả năng nắm bắt thị trường của tôi nhạy bén hơn bố nên ông hoàn toàn tin vào tôi công ty và hàng trăm công nhân cũng đặt niềm tin ở tôi Tôi tắt nguồn. Giờ bay không dài nên đến nơi tôi bắt tay ngay vào công việc. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ dù mới đầu có chút rắc rối. Hai tuần liền tôi không dùng Facebook. Tôi với bố liên lạc hoàn toàn bằng mail. Một buổi tối cuối tuần lang thang trên đường phố. Người đối tác dẫn tôi đi. Cô bé bán hàng mời tôi mua một đôi búp bê bằng vải với lời giới thiệu. Tặng cho người tôi thích thì hai người sẽ bên nhau trọn đời. Trong phút chốc đó, dù ngắn ngủi, tôi nghĩ đến anh đầu tiên, mỉm cười rồi mua giúp cô bé. Tôi trở về khách sạn, mở mail lên, lướt qua vài ba cái mail từ công ty và đối tác. Có một mail của anh. Tôi ngập ngừng, chần chừ mãi sau mới mở. Dương, bao giờ em về? Mình gặp nhau nhé. Vì công việc nên tôi không về ngay được. Đến tuần thứ ba tôi ở Singapore. Lúc đó mọi thứ ổn hơn tôi bàn giao công việc lại cho đồng nghiệp còn tôi tôi muốn về việt nam trong ba tuần ở sinh thì tôi có quen một anh là con trai của bên đối tác anh ấy dẫn tôi đi khá nhiều nơi và cũng là người xúc tiến cho sự hợp tác giữa hai bên hôm tôi về việt nam là anh chở tôi ra sân bay tôi quên không bỏ đôi búp bê đó vào vali nên có gọi cho khách sạn dặn giữ lại và nhờ anh giữ hộ Lúc chia tay ở sân bay Anh hỏi tôi Khi nào em quay lại sinh Tôi không chắc vì trái tim tôi đang hướng về Việt Nam Một cơn gió nhẹ thổi qua Làm mái tóc tôi hơi rối Anh đưa tay vén tóc cho tôi Khoảng khắc đó lại khiến tôi nhớ đến anh Nhớ ngày đầu gặp nhau Anh đã xoa đầu tôi như thế Một chút bối rối tỏ rõ trên mặt tôi Bối rối vì đứng trước người khác Mà nhớ đến anh Chứ tôi hoàn toàn không có chút cảm xúc nào với anh đối tác cả Về Việt Nam vào một ngày giữa tháng 9 Khá mệt mỏi, bố tôi rất hài lòng về chuyến đi vừa rồi của tôi Tôi bật máy, mở Facebook, lướt nét Thì có thấy một dòng trạng thái của Thảo Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời này Kèm với nó là hình ảnh một em bé rất xinh. Tôi cau mày rồi cố đọc hết các bình luận. Tôi vẫn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra Vừa lúc đó Anh inbox cho tôi Em về Việt Nam rồi phải không? Ừ Cuối tuần này mình gặp nhau nhé Vừa vì hoàn thành xong chuyến công tác Lúc về công ty Việt Nam Nên tôi có nhiều việc phải làm Tôi hẹn anh vào một ngày cuối tuần Cuối tháng 9 Thứ bảy ngày 24 tháng 9 Năm 2016 Ai ở Hà Nội thì biết ngày hôm đó mưa lớn đến mức nào rồi đấy, trắng cả bầu trời, ngập cả lối đi. Anh hẹn tôi 5 giờ để đưa tôi đi ăn. Trời mưa, thỉnh thoảng lại có sấm chớp, tôi cứ đi đi lại lại trong nhà, mong anh bình an. Anh đến nơi ướt như chuột lột vậy. Tôi pha cho anh một ly trà nóng rồi định quay đi lấy máy sấy cho anh thì từ đằng sau anh ôm chầm lấy tôi. Mùi nước hoa quen thuộc mùi cà phê từng khiến tôi si mê cứ phả vào người tôi không nhúc nhích đến khi tôi giật mình thoát ra khỏi anh rồi chạy đi trời cứ mưa lòng người cũng nổi đầy rông bão tôi với anh vẫn quyết định đi ăn chọn một nhà hàng đồ nướng trên đường htk cô nhân viên gợi ý cho chúng tôi chọn combo tình yêu tôi ngại ngùng nhìn anh còn anh gật đầu đồng ý suốt cả bữa ăn chúng tôi thật biết tạo khoảng cách với nhau bầu không khí im lìm căng thẳng cứ bao quanh tôi mở lời phá cái im lặng đó bằng cách kể cho anh nghe về chuyến công tác về anh đối tác và cả đôi búp bê bằng vải nữa anh nghe rồi thỉnh thoảng cười anh cũng kể cho tôi nghe về công việc về chuyện công sở chúng tôi tuyệt nhiên không một ai nhắc đến quá khứ nhắc đến thảo hay nhắc đến khoảng thời gian không bên nhau Ăn xong anh hỏi tôi Em muốn đi đến cộng không? Tôi lắc đầu Em muốn đi xem phim Chọn một bộ phim kinh dị Tôi bị giật mình đến mấy lần Nhìn qua anh Thấy tay anh cứ thỉnh thoảng đưa sang bên tôi Rồi ruột lại Anh muốn nắm tay tôi Dĩ nhiên là không có cái nắm tay nào rồi 11 giờ đêm Anh chở tôi lên phố đi bộ Hai đứa cứ đi vòng vòng Không nắm tay Không nói chuyện thỉnh thoảng lại nghe được tiếng thở dài của anh. Hai chúng tôi đều đang có những suy nghĩ mơ hồ, chắc không giống nhau. Bằng linh cảm của một đứa con gái, tôi biết rằng có thể hôm nay sẽ là lần cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau. Một giờ sáng, chúng tôi đi về đứng trước cổng nhà tôi, anh ngập ngừng. Dương, anh anh xin lỗi, anh tôi quay mặt đi chỗ khác rồi mỉm cười anh thấy tôi cười liền hỏi em ổn chứ em đang rất ổn anh cứ nói đi em nghe anh lại thở dài sương anh anh và thảo có lẽ bọn anh em là một cô gái tốt và mạnh mẽ nhất anh từng thấy dù vấp ngã anh thấy em lúc nào cũng giống như chiến binh nhiều lúc ở cạnh em anh thấy mình hơi thừa thãi em tự thay bóng đèn tự sửa xe tự làm mọi thứ mà không cần ai giúp đỡ cả tôi bật cười cười vì cái gì lúc ấy đến bây giờ tôi cũng không biết nữa chắc là cười vì trong tình yêu không có chỗ cho sự cá tính thế là lỗi của em sao không em không có lỗi gì cả chỉ trách tình yêu trách ông trời thôi thảo khác em cô ấy yếu đuối cô ấy có thể bật khóc nếu không có anh bên cạnh còn em không có anh em vẫn sống ổn đúng không dương tôi im lặng anh không biết nữa nhiều lúc bên cô ấy anh không biết là tình yêu hay tình thương nhưng anh muốn che chở cho cô gái tội nghiệp đó em hiểu rồi anh về đi anh đứng nhìn tôi một lúc rồi quay xe đi. Tiếng vít ga thật mạnh. Chua xót, anh đi rồi, tôi thấy chân tôi đứng không vững nữa. Tôi khuỵu xuống, xót xa, đau đớn và có cả sự hối tiếc. Nhưng lúc ấy tôi không khóc, tôi đứng im bất động. Vậy là tình yêu của tôi đã kết thúc. Quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Hiền vừa gửi đến cho quý vị và các bạn chọn bộ truyện ngắn Ngày Mưa của tác giả Thiên Hương. Thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện không có một cái kết đẹp, nhưng là một cái kết nên có trong câu chuyện tình yêu này. Tình yêu không có chỗ cho sự vội vàng. Có thể ngày hôm nay, nhân vật nữ của chúng ta, cô gái Thủy Dương nhỏ bé, đã khuỵu xuống, xót xa đau đớn và có cả sự hối tiếc. Nhưng rồi, thời gian sẽ là liều thuốc xóa nhòa đi tất cả những nỗi buồn ấy. Hy vọng cô sẽ tìm được người đàn ông sẵn sàng che chở và bảo vệ cô ấy suốt quãng đời còn lại. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng Nguyễn Hiền đi hết câu chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào khung giờ phát sóng lần sau trên kênh